sẽ hân hoan tiến vào cung thánh, hơi gần Chúa Trời tuổi thánh xuân reo vang cung nhà bên thay hương anh sang đời người cầm bàn thờ Chúa thân hồn và thánh thơi trong nguồn người thánh thần muôn đời. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 2, Chủ nhật thứ 6, mùa thường niên B, nhằm mùng 3 Tết năm Tân Sửu, Thánh hóa công ăn việc làm, ý lễ người tín hữu hãy nên trong sạch. Các thánh lễ trong tuần gồm có: Thứ tư ngày 17 tháng 2, Thứ tư lễ cho, lễ trọng và lễ buộc, giữ chay, kiêng thịt. Trong thánh lễ hôm nay, xin quý vị và anh chị em hiệp ý với linh mục chủ tế, cầu nguyện cho những ý chỉ sau. Cầu cho các linh hồn mới qua đời, linh hồn cha Francisco, chánh xứ Tân Hương, Tân Phú, mới qua đời tại Việt Nam, linh hồn Martino Nguyễn Đình Tích, mới qua đời tại Việt Nam, linh hồn Norman Pell, mới qua đời tại Úc, linh hồn Phaolô mới qua đời tại San Jose, linh hồn Giuse và Maria mới qua đời. Lễ dỗ và cầu hồn: 6 linh hồn Maria, 1 linh hồn Francisco, 2 linh hồn Vincente, 1 linh hồn Augustino, 3 linh hồn Damien, 1 linh hồn Joan Bautista, 2 linh hồn Pedro, 1 linh hồn Phaolô, 1 linh hồn Anna, 1 linh hồn Giuse, 1 linh hồn Teresa, 1 linh hồn Bartolomeo. 10 gia đình xin cầu nguyện cho các linh hồn tin nhân nội ngoại. 2 gia đình xin cầu nguyện cho các linh hồn mồ côi. 3 gia đình xin cầu nguyện cho các đẳng linh hồn. 1 gia đình xin cầu nguyện cho các linh hồn qua đời do COVID-19 gây nên. Các ý lễ khác: 1 gia đình xin cầu nguyện cho chị Maria Dung Nguyễn nhân ngày sinh nhật. 16 gia đình xin tạ ơn Chúa và xin ơn bình an trong năm mới. 1 gia đình xin cho Việt Nam và toàn thế giới vượt qua đại dịch. 1 gia đình xin cho ba mẹ được khỏe mạnh, mau được khỏi bệnh. 1 gia đình tạ ơn Thánh Mary Immaculate và Thánh Teresa Calcutta. 1 gia đình xin cho các cháu ơn khôn ngoan, học hành chăm chỉ tấn tới. 1 gia đình xin cho chồng trở thành người Kitô hữu. 2 gia đình xin cho công việc thuận lợi. 1 gia đình xin ơn chữa lành. 1 gia đình xin ơn hoán cải. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em và ở cùng Cha. Con xin kính chào tất cả ông bà anh chị em Công giáo gần xa. Chúng ta hôm nay bước vào ngày mùng 3 Tết, vẫn đang còn khí xuân rạo rực trong lòng mỗi người. Chúng ta cho một tràng pháo tay để chúc mừng Tết. Kính thưa cộng đoàn, Chủ nhật hôm nay là Chủ nhật thứ 6 thường niên. Trong đời sống hàng ngày thường niên của chúng ta, giáo hội sẽ giới thiệu cho chúng ta một khuôn mặt của một Thiên Chúa quyền năng, quyền phép, nhưng đồng thời Ngài rất mực yêu thương và đầy lòng thương xót. Vậy trong thánh lễ ngày hôm nay, con mời gọi ông bà anh chị em chúng ta hãy dâng thánh lễ này để tạ ơn Thiên Chúa vì đã đến với chúng ta và mang lại ơn chữa lành cho mỗi người chúng ta qua lòng xót thương của Ngài. Vậy để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh này, chúng ta hãy thành tâm thông hối xin Chúa thứ tha những lỗi lầm cho chúng ta. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chung tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là trên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu linh Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh. Có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Ngày hôm nay chúng ta hiệp ý dâng lên Chúa những ý nguyện mà xin chúng ta cầu nguyện ngày hôm nay. Lạy Chúa, Chúa thích ngự trong những tâm hồn ngay thẳng,
xin tuôn đổ hồng ân giúp chúng con ăn ở thế nào để trở nên đền thờ của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô là con Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên trị cùng Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích sách Lê-vi. Đức Chúa phán với ông Mô-sê và ông A-ha-rôn như sau: khi trên da thịt người nào phát ra nhọt, lác hoặc đốm, và cái đó trở thành vết thương phong hủi, thì phải đưa người ấy đến với tư tế A-ha-rôn hoặc với một trong các tư tế con của A-ha-rôn. Nếu mắc bệnh phong hủi thì người ấy trở thành ô uế, tư tế sẽ tuyên bố người ấy là ô uế vì người ấy bị vết thương ở đầu. Người mắc bệnh phong hủi phải mặc áo rách, xõa tóc, che râu và kêu lên ô uế, ô uế. Bao lâu còn mắc bệnh thì người ấy sẽ còn là ô uế. Người ấy phải ở riêng ra. Chỗ ở của họ là một nơi bên ngoài trại. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Đáp ca xin cộng đoàn cùng hát. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Thưa anh em, dù ăn, dù uống hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa.
Anh em đừng làm gương xấu cho bất cứ ai, dù là cho người Do Thái hay người ngoại, hoặc cho hội thánh của Thiên Chúa. Cũng như tôi đây, trong mọi hoàn cảnh, tôi cố gắng làm đẹp lòng mọi người, không tìm ích lợi cho riêng tôi, nhưng cho nhiều người để họ được cứu độ. Anh em hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Đức Kitô. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Vì ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy có người mắc bệnh phong đến gặp Đức Giêsu. Anh ta quỳ xuống van xin rằng: Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Đức Giêsu chạy lòng thương, giơ tay đụng vào anh và bảo: Tôi muốn, anh hãy được sạch. Lập tức bệnh phong biến khỏi anh và anh được sạch. Nhưng người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay và bảo anh: Coi chừng đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch thì hãy dâng những gì ông Môsê đã truyền để làm chứng cho người ta biết. Nhưng vừa đi khỏi, anh đã bắt đầu rao truyền và loan tin ấy khắp nơi, đến nỗi Đức Giêsu không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành, và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa ông bà và anh chị em, chúng ta nghe, khi chúng ta mỗi lần nghe các linh mục hay các phó tế đọc tin mừng, chúng ta sẽ nghe giới thiệu tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco hay Luca vân vân. Thì quả thật, nội dung tin mừng ngày hôm nay mà ông bà anh chị em chúng ta vừa được nghe, đó quả thật là một tin mừng. Không phải chỉ là tin mừng cho những người Do Thái cách đây 2 năm trước, mà tin mừng cho tất cả chúng ta ngày hôm nay nữa. Và cụ thể hơn nữa là trong cái hoàn cảnh cả thế giới đang vật lộn với bệnh dịch Covid, ở Việt Nam, ở Úc, ở Mỹ, châu Âu, vân vân. Và đặc biệt hơn nữa với những ai đã từng kinh nghiệm qua những ngày tháng phải sống cách ly ở trong nhà 14 ngày, hay là ở Úc, Victoria đây, chúng con, nơi chúng con đang sinh sống, có thời gian bị cách ly, rồi bị phải sống giãn cách xã hội mấy tháng trời. Thực sự là đó là những thời gian rất khó khăn cho mỗi người. Con cái thì không thể đến thăm cha mẹ, rồi giáo dân thì không thể đến tham dự thánh lễ trong nhà thờ, rồi trẻ em thì không được đến trường đi học, vân vân. Mọi sự sinh hoạt trong cuộc sống bị đảo lộn hết. Và nhìn lại có lẽ là chúng ta còn may mắn hơn nhiều so với những người mắc bệnh phong thời xưa, thời Chúa Giêsu, cùng thời với Chúa Giêsu. Nói một chút xíu về bệnh phong thời xưa để cho ông bà, anh chị em chúng ta cảm nghiệm sâu xa hơn. Đó là những người bệnh phong thời xưa giống như trong bài đọc 1 ngày hôm nay chúng ta vừa mới nghe đó. Là những người bệnh phong thì khi mà họ bị công bố là những người bị bệnh phong, họ phải đi ra khỏi cái làng của họ. Hồi đó chắc có lẽ họ không có giống như khách sạn cách ly như chúng ta đây đâu. Họ không có bệnh viện hay là những cái phòng mà chuyên cách ly về những bệnh dịch như chúng ta đâu. Và
Việc duy nhất để có thể bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng số đông đó là họ phải sống ra khỏi, sống tách ra khỏi làng mạc nơi gia đình họ sinh sống. Và những cái dấu hiệu mà để làm cho mọi người phải tránh xa ra những người đó để khỏi bị lây nhiễm, đó là gì? Trong bài đọc 1 ngày hôm nay kể là họ phải mặc áo nhậm vân vân, rồi rũ tóc bôi cho vân vân, rồi thậm chí còn phải cầm cái chuông lắc đi đến đâu rồi hô lên ô uế để mọi người tránh ra. Chúng ta nói thêm một chút xíu nữa để cho ông bà anh chị em thấy những người bị phong hủi thời bấy giờ nó có những cái khó khăn như thế nào. Khi mà họ bị chính thức công bố là những người bị phong hủi, bị xem là những người ô uế, thì họ phải sống tách ra khỏi xã hội, cộng đồng với họ. Họ bị cắt đứt mối quan hệ trong xã hội. Khi mà họ bị sống tách ra khỏi làng mạc như vậy thì họ bị cắt đứt với mối quan hệ trong gia đình của họ. Mà đặc biệt chúng ta biết thời bấy giờ là các nhà thờ, hoặc xin lỗi, các đền thờ, đó là cái trung tâm văn hóa, sinh hoạt, kinh tế, chính trị, tôn giáo nữa. Và khi họ bị coi là không thanh sạch, gọi là ô uế, thì họ cũng bị cắt đứt về đời sống tâm linh của họ. Họ không có cơ hội được đến đền thờ để tham dự những ngày lễ hội tôn giáo của họ. Và trong tin mừng ngày hôm nay, những gì ông bà anh chị em chúng ta vừa mới nghe, quả thật đó là một tin mừng cho tất cả mọi người. Chúa Giêsu đến, Ngài đến trong thân phận một con người rất khiêm nhường, nhưng Thiên Chúa lại đầy quyền năng. Ngài đến trong thân phận con người khiêm nhường đó là gì? Đó là Ngài chấp nhận đụng chạm đến những con người bị gọi là ô uế và bị coi tự bản thân mình. Khi đụng chạm những người ô uế đó thì bản thân Ngài tự bị coi là ô uế và làm cho chúng ta trở nên thanh sạch. Chúa Giêsu mang lấy, đón nhận lấy tất cả những đau thương của con người để mang lại ơn chữa lành cho chúng ta. Và hình ảnh của người bị phong hủi ngày hôm nay cho chúng ta thấy rất là tuyệt vời. Đó là ông ta rất là thành khẩn quỳ xuống xin Chúa, và xin Chúa vẫn cho Chúa cái quyền tự do của Ngài nếu Ngài muốn. Thực sự với một người phong hủi, với một người bị gọi là không thanh sạch, với một người mà bị loại ra khỏi xã hội như thời bấy giờ, thì gọi là nếu mà Chúa muốn thì với con người, suy nghĩ của con người thì Chúa muốn gì ở nơi họ? Chẳng có gì mà để một người khác muốn nơi những người đó cả. Nhưng mà Đức Giêsu Kitô, Ngài thân phận một con người, điều Ngài muốn đó là mang lại cho anh ta ơn chữa lành. Điều Ngài muốn đó là nối lại cái mối tương quan của anh ta với xã hội, nối lại mối tương quan của anh ta với gia đình, nối lại mối tương quan của anh ta với Thiên Chúa. Đó là điều Chúa Giêsu muốn. Ngài đến, Ngài phá đổ mọi ngăn cách giữa con người với nhau và giữa con người với Thiên Chúa. Và kính thưa ông bà và anh chị em, chúng ta bước vô đến tuần thứ 6 thường niên trong cuộc sống thường niên hàng ngày của chúng ta. Đôi khi chúng ta bộn bề với bao nhiêu công việc, chúng ta quên đi mất chúng ta có một Thiên Chúa rất là tuyệt vời, như trong bài đọc ngày hôm nay giới thiệu với ông bà anh chị em. Một khuôn mặt, một Thiên Chúa đầy quyền năng, đầy quyền phép, nhưng Ngài lại là một Thiên Chúa rất hiền từ, lắng nghe những điều con người cầu khẩn đến Ngài. Và Ngài chấp nhận hủy mình đi, chấp nhận bị gọi là ô uế để làm cho con người được thanh sạch. Đó là một hình ảnh Thiên Chúa thật là tuyệt vời. Ngài đến phá bỏ mọi ngăn cách để nối lại con người với nhau, con người với Thiên Chúa. Vậy chúng ta trong thánh lễ này, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa về tất cả những ơn lành mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, đặc biệt là Thiên Chúa đến mang ơn chữa lành cho mỗi người. Và trong hoàn cảnh cả xã hội đang vật lộn với cơn dịch bệnh, chắc chắn Thiên Chúa không mang đến những cái sự dữ đến cho nhân loại,
nhưng mà Thiên Chúa vẫn đang đồng hành với chúng ta trong những hoàn cảnh. Và đây là lời mà con đặc biệt gửi đến tất cả những ông bà anh chị em nào đang ở trong nhà, hay đang ở trong khách sạn, hay đang ở trong bệnh viện, trong hoàn cảnh đang bị phải cách ly, thì hãy nhớ rằng có một Thiên Chúa đang ở với ông bà anh chị em. Ngài không phải chỉ là giơ tay lên và đứng xa mà chữa lành cho chúng ta đâu, mà trong tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta thấy là Đức Giêsu Kitô đó, Ngài giơ tay lên và Ngài chạm đến người bệnh nhân. Thì mỗi người chúng ta cũng vậy, Chúa Giêsu ở với chúng ta trong phòng của chúng ta, trong bệnh viện của chúng ta, hay là ở mỗi người chúng ta, và Thiên Chúa đụng chạm đến, và cái đụng chạm của Chúa Giêsu mang lại ơn chữa lành cho chúng ta. Ước gì mỗi người chúng ta cũng hãy mang ơn chữa lành cho nhau bằng cái sự đụng chạm, bằng cái sự liên đới tình người với nhau, và qua đó chúng ta sẽ cùng nhau dẫn nhau đến với Thiên Chúa. Amen. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin Kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin Kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, Người chịu vô hình và mai tan, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin Kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dựng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Kiến, Công Giáo và Công Truyền. Tôi tin Sư có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời nghe chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, Người luôn yêu thương, tha thứ, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền và xoa dịu mọi đau khổ của con người. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin. Đức Kitô chạnh lòng thương, giơ tay đụng vào anh phong cùi và anh được sạch. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các mục tử trong hội thánh, mặc lấy sự thánh thiện của Chúa Giêsu mục tử, để khi các ngài cử hành các bí tích và giơ tay chúc lành, thì chính Chúa thông ban ân sủng cho con người, nhất là những người tội lỗi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.
Con người ngày hôm nay bị nhiễm nhiều thứ bệnh cùi trong tâm hồn. Cùi vì tính ích kỷ hẹp hòi, cùi vì đam mê, dục vọng, danh lợi, cùi vì hận thù chia rẽ, cùi vì phân biệt chủng tộc, màu da. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu khiêm tốn nhìn nhận thân phận tội lỗi của mình mà đến với bí tích hòa giải để được Chúa thứ tha tội lỗi và chữa lành những vết thương trong tâm hồn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Bệnh phong cùi không chỉ đau đớn về thể xác, mà họ còn đau khổ trong tâm hồn bởi những mặc cảm của bản thân, những thái độ phân biệt của đồng loại. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa xoa dịu những vết thương trong tâm hồn, để các bệnh nhân phong cùi đón nhận bệnh tật với niềm xác tín họ được cộng tác vào cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Sau khi chữa người bệnh phong cùi, Chúa bảo không được nói với ai, nhưng anh cùi vẫn loan truyền khắp nơi. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết loan truyền những ơn lành mà mình được đón nhận từ lòng thương xót của Thiên Chúa, đồng thời biết sống tâm tình tạ ơn Chúa cách cụ thể khi được Chúa ban muôn phúc lành. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng con cũng dâng lên Chúa công việc mà chúng con đang làm trong năm mới này. Xin Chúa luôn đồng hành, nâng đỡ và ban cho mỗi người chúng con được ơn thông minh, sáng suốt, biết thực thi lối sống công bằng, ngay thẳng, cư xử chan hòa bác ái với bạn bè, đồng nghiệp, để qua chúng con mọi người được nhận biết Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu, hôm nay Chúa đã chữa lành người phong cùi khỏi mọi bệnh tật, cả phần hồn lẫn phần xác. Xin Chúa thương chữa lành những bệnh tật chúng con, nhất là những vết thương trong tâm hồn, vì biết bao lần chúng con phạm tội, để tâm hồn chúng con mỗi ngày trở nên trong trắng, thanh thiện và hân hoan tôn thờ cam tạ lòng thương xót của Chúa, người hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Trong cuộc đời.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của chúng ta được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin cho thánh lễ này tay rửa và đôi mới chúng con, để chúng con đang được phần thương muôn đời. Chúa hứa ban cho những kẻ thi hành ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng Cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Thầy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con cảm tạ Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Chúa chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động. Và khi được tạo dựng với thân xác này, hàng ngày chúng con không những cảm nghiệm được hiệu quả của lòng Chúa xót thương, mà còn được bao đam hưởng sự sống muôn đời. Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ người Chúa đã làm cho Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hương mầu nhiệm vượt qua. Bởi vậy trong khi cử hành lễ hân hoan này cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng: Thánh Thần, Chúa là Thiên Chúa cam đạo hình, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên cả tầng trời, chúng thượng đất người đến nhận danh Chúa, hoan hô Chúa trên cả tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu trên và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận Chúa tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện, tạ ơn và xin ơn, và cũng như dâng lên Chúa
các linh hồn xin chúng con cầu nguyện ngày hôm nay. Họ là những người con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu dung, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an đầu xuân cho nhau. Lạy Chúa Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chi ơn Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy chi ơn Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Lạy Chúa Giêsu, con tin rằng Chúa hiện diện trong bí tích thánh thể,
Con yêu Chúa trên hết mọi sự, và con ao ước được rước Chúa vào lòng con. Bởi vì giờ đây con không thể rước Chúa qua bí tích thánh thể, xin hãy đến ngự trong tim con cách thiêng liêng. Xin cho con ôm lấy Chúa vào lòng con, như Chúa đã ở trong con và hoàn toàn kết hợp với con. Xin đừng bao giờ để con tách rời khỏi Chúa. Amen. Ngài đến bên tôi, cho tình tôi nguyên vẹn tựa trăng rằm. Ngài đến bên tôi với tình yêu muôn vàn đông thắm. Ngài đến bên tôi để từ đây tiếng hát ngọt ngào, để từ đây rớt đôi nhiệm màu, để ngàn sau tôi hằng ghi dấu. Ngài đến bên tôi mùa xuân hoa nở rộn cung trời. Từ đó trong tôi hương hồng ân dâng trào phơi phới. Từ đó trong tôi bao niềm vui nối kết một đời, như biển khơi sóng vô tuyệt vời, cho tròn kiếp không hề lắng vơi. Chúa đưa con về tình yêu tuyệt đối, từ đây Chúa đưa con về mùa xuân hạnh phúc ngàn năm trăng phai. Chúa ơi, tháng năm mong chờ tình yêu tô thắm niềm mơ, trái tim con này nguyện dâng lên Chúa sẽ không phai nhòa. Ngài đến bên tôi để cùng tôi đi tìm tình yêu người, về những phương xa nơi làng quê những người nghèo đói, rừng núi sông sâu hay ở đâu tiếng khóc nghẹn ngào, những người thân sống kiếp khổ sâu để hồi an trao niềm cảm mến. Ngài đến bên tôi để cùng tôi ươm đem tình nhân loại. Ngài hát cho tôi bằng tình ca đem làn gió mới, để đến hôm nay đời thắm tươi. Chúa ơi, Chúa đưa con về tình yêu tuyệt đối, từ đây Chúa đưa con về mùa xuân hạnh phúc ngàn năm trăng phai. Chúa ơi, tháng năm mong chờ tình yêu tô thắm niềm mơ, trái tim con này nguyện dâng lên Chúa sẽ không phai nhòa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được thưởng thức bánh bởi trời
xin dạy chúng con không ngừng khao khát Chúa là nguồn sống đích thực. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta hôm nay mùng 3 Tết, do đó mà con cũng xin gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả ông bà anh chị em, giáo dân gần xa. Nguyện xin Chúa mùa xuân chúc cho ông bà anh chị em một mùa xuân vui tươi và một năm mới tràn đầy hồng ân của Chúa, dồi dào sức khỏe, rồi công ăn việc làm thuận lợi, cũng như các cháu học hành tấn tới. Còn có cái câu này: xuân tươi xuân đến muôn nhà, nếu đời có Chúa cả là mùa xuân. Chúc tất cả ông bà anh chị em một mùa xuân vui tươi. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, nào ta chúc tụng Chúa. Ta ơn Chúa. Xuân mới về hồn con say ngất đi thơ, hoa xinh tươi thắm tươi trong làn gió bay, tiếng dân mẹ nữ vương mùa xuân yêu thương. Maria chúng con kính dâng lên mẹ tình yêu thương dấu ngàn có nguy trong đường, mẹ hãy thương xuống trời. Xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn Đức Nữ đồng trinh hiên vinh sang lang. Hằng chữ chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy rất thanh trái tim Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy trái tim cực thanh cực tính rất thanh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Lạy các thanh tứ đạo Việt Nam, cầu cho chúng con. Nữ vương ban sự bằng an, cầu cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình thánh lễ này đến với những người đau yếu, những người ở xa các cộng đoàn Việt Nam và những ai trong hoàn cảnh không thể đến tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật và lễ trọng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.